Chào các bạn, hôm nay mình sẽ lội cái chỗ này. Đây các bạn thấy nè, chắc này chắc chưa nắng nha, quá nắng nè. Mình lội ngay cái đám này là uyu, mình kiếm cò nha các bạn. Đẻ trứng nha. Rồi. Mình chỉ quay về cái đầu mình thôi. Rồi mình kiếm mình gặp cái mình quay cho các bạn xem nha. À đây có một ổ nè. Đây được 2, 4, 5 trứng rồi nè. Các bạn thấy chưa? Đây. Đây ổ cò đây nha. Chắc chưa, trời nắng nè. Quá nắng luôn. 5 trứng cò nha. Rồi bây giờ mình sẽ câu một cái con cào cào ở đây nha. Để coi chút coi nó có trở về đây nó ăn không nha. Rồi mình gác máy mình buộc con cào cào cái nghe các bạn. Rồi đây mình buộc con cào cào rồi nè. Đây con cào cào đây nha. Đó, rồi mình đây con cào cào đây. Rồi mình thả xuống ngay cái trứng nữa nè. Chút coi nó có trở về nó ăn không ha. À. Rồi mình đi tiếp tục mình kiếm tiếp nha các bạn. Rồi cái bên kia nó có một ổ. Mình đi quanh đây mình kiếm cái nó ra nha các bạn. Mùa này cái cò nó đẻ. Nãy thấy có cò bay ở đây nè. À, trời đã quá các bạn ơi. Đây một ổ nữa nghe. Đây 2, 4, 5 trứng nữa rồi. Đó, đã chưa. Mình thấy nó bay lên rõ ràng mà. Rồi mình gác máy một cái nha. Mình buộc con cào cào nữa cái coi. Rồi đây mình buộc con cào cào xong nha các bạn. Thả nó vô ổ nè nó. Đó, một chút nó bay về nó gặp con cào cào. Nó sẽ bụp. Rồi mình kiếm tiếp nha các bạn. À đây một ổ nữa rồi. À. Này ổ này mới nha. Mới nè, mới đẻ ăn trứng à. Đây. Đó, quá nắng nè, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Đó, ổ nè một trứng nè nghe. Ổ này mới đẻ nha, mới một trứng à. Rồi mình gác một con cào cào nữa nha các bạn. Rồi đây mình buộc ở đây nha các bạn. Cái mình thả nó xuống đây. Đó. Đó. Đây này mà chắc mình móc con cá lòng tông vô chứ không chừng nữa. Nhảy hơn ạ. À. Rồi mình đi tìm tiếp nha các bạn. Đổi chỗ này nha các bạn. À, chỗ này vậy là nó được 2 ổ nha. 2 ổ là 6 trứng. Ổ mới đẻ. Rồi mình đi qua phía bên kia nữa nha. Đó. Chắc này vô bóng mát nè, chắc này cầm cái điện thoại quay nó nóng cái điện thoại quá nè. Rồi mình gác máy cái nha, mình qua bên đó đó. Đó. Rồi có hả? Rồi. Rồi mình qua tới bên này rồi nhưng mà lội dưới rồi không có nha các bạn. Có 2 ổ nhưng mà nó bị cũ rồi. Bị hốt rồi. Đó. Cho nên là không có. À. Rồi mình tiếp tục đi chỗ khác nữa nha. Rồi mình qua tới bên này rồi nè. À, nắng quá nắng nè các bạn ơi. Quá xa nắng nè. Chỗ này là có nữa nè. Mình đi tìm thôi. Mà nó sẽ có đó. Đây là cái con cò nó bắt lên đó nè. Lội xuống thôi. Lội xuống mình coi thôi. Lội xuống mình coi thôi. Đây không thấy. À rồi thấy rồi các bạn ơi. Đây một ổ nữa nha. Đây. Đây. Được 4 trứng nè. Đó thấy chưa. 4 trứng. Rồi mình tiếp tục mình móc về một con nữa rồi. Cái nó có vô nó ăn không ha. Rồi. Đây mình lại thấy nó bay lên ở đây một cái nữa nha các bạn. Vô mình coi coi. À, có ổ các bạn ơi. Đã. Ổ này nó nở rồi nè. Đây để mình quay cho các bạn coi nha. Đây. Đây nè, đây nè. Đó. Đó, nó mới nở một con nè. Đó, thấy chưa? Đó, con cò con đó các bạn. Ổ này được là 5 trứng nè mà nó nở một con rồi nè. À, con mẹ nó mới bay lên. À, ok, nở con chút béo kìa các bạn. Rồi.
các bạn thấy chưa? Đó, thấy thấy hồi nào giờ có ai thấy ổ cò mà cò đó nở chưa? Nó nắng quá rồi, thôi mình gắt máy đây nha các bạn, rồi mình sẽ làm tiếp tục. Còn bây giờ mình vô mát các bạn ơi, quá nắng rồi, vô trong đây nghỉ mát nha. Nghĩ là sau nãy giờ mình đi là mình tìm gặp được 4 ổ đó. Một ổ nó mới đẻ và một ổ là nó con nó mới nở luôn, mới nở được một con. Qua vô đây quá mát. Ở đây nó có cây sung, sung dại nè, nó sung dại mà trái gì nè, đó đây nè, đã chưa, hết biết nhóc trái chưa nè, đó. Không biết cái sung này thì nào giờ không hỏi ăn nè, đó kìa, trái nhóc lên chưa, đó. Mỹ người ta trồng sung của anh ta là trái bán là tiền triệu, không mà của mình là đó kìa, trái kìa, mình là toàn là mọc quang gì nè, không có quê lợi gì hết. Đó, quay cận cảnh luôn cho các bạn xem nè, nó thấy chưa, trời đang nắng ở ngoài quá nắng, vô đây thì quá mát luôn, quá đã. Đó bên đó kìa, đó. Ở đây có một cây sung nữa nè, cũng có trái nữa rồi kìa. Nó trái nguyên chùm luôn. Đó, thấy chưa các bạn? Đó, nguyên chùm nó đây. Đó, đó nó mọc dạ gì đó mà trái đó. Thấy chưa? Đó. Có trái chín luôn. Rồi. Cây này là cây chăm nha các bạn. Cây chăm. Mùa này không có trái. Trái chăm ăn cũng im lắm, ngọt. Rồi thôi mình kết thúc video ở đây, cái chiều chút nữa cái mình đi thăm mấy cái bẫy cò của mình coi nó có dính không nha các bạn. Rồi mình kết thúc đây nha các bạn. Chào các bạn, nhớ các bạn xem thấy thích thì ủng hộ kênh cho mình nha. Kênh của mình là Nước Ngọt Đồng Bằng nha các bạn. Bữa nay là ngay cái ngày thứ bảy được nghỉ, cho nên dìa lội đó. Rồi chào các bạn.